có thể uống iốt hoặc là có thể uống barium sulfat, tại vì nó trên hình nó màu trắng thôi, không biết là uống iốt hay barium sulfat. Rồi mấy cái này phần chữ thì nhà các bạn tự đọc thêm, cô chỉ hướng dẫn thêm phần hình thôi. Cái hình này là hình là không sử dụng chất tương phản. Thì cái hình này là có nước pha thuốc cản quang và cái này là chỉ là bệnh nhân uống nước. Thì theo mấy bạn đó thì là cái hình nào cho mình có thể giúp mình phát hiện tổn thương dễ dàng hơn? 1, 2, 3 hình đó. Hình số 2 đó thì tổn thương dễ dàng hơn đúng không? Hình số 1 thì mình không uống nước, không uống gì hết cho nên sẽ dễ dàng nó sẽ bét à. Và ví dụ như có những cái tổn thương, ví dụ như có những cái đường phù nè hoặc là ung thư như thế này, nếu mà mình không có thuốc cản quang vào đó, thì mình sẽ không có thấy được những cái chỗ mà nó phù nề lên. Rồi ở trên bờ dây cũng vậy, ở trong ruột non ha, hoặc là đại tràng, nếu mà không có thuốc cản quang trong đó thì mình sẽ có thấy được cái niêm mạc của ruột non. Còn trên hình này thì bệnh nhân là được uống nước, nhưng nước đó thì nó cũng là một cái chất tương phản mà gọi là chất tương phản trung tính. Còn cái chất trung tính có thể là ví dụ như khí là nó màu đen là nó âm tính đúng không? Còn màu trắng là dương tính, còn cái màu xám nó là trung tính. Thì uống nước thì vẫn có thể giúp mình phát hiện các cái đường bờ của cái dạ dày, nhưng mà nó vẫn không tốt bằng so với có uống thuốc. Rồi ở đây là một cái trường hợp nội soi đại tràng ảo, giống như bữa hỏi mấy bạn học cái kỹ thuật 3D mà mình thấy có nội soi đại tràng ảo, mình có thể xem được các cái polyp ở trong đại tràng ha. Thì cho nên là muốn thấy được các polyp đó thì cái lòng đại tràng của mình phải căng phồng lên. Mà căng phồng lên đó, thì mình phải bơm khí vào, nó có cái dụng cụ có thể bơm khí vào trong đó. Rồi sau đó mình cắt lớp CT và mình sử dụng phần mềm để mình nội soi. Thì ví dụ như ở đây nó có một cái polyp ở đây nè, polyp hoặc là cái u ở đây chưa rõ ha, thì ở đây thì mình có thể là mình sử dụng hướng cắt coronal, cắt cyto để sau đó để mình xem cái tổn ở vị trí đó ổn không. Rồi hoặc là đường bơm trực tràng, đường bơm trực tràng cái này cắt ở vùng chậu, bạn ăn thuốc này bơm, đường bơm vào dưới trực tràng thì mình giúp mình phát hiện được cái u ở vùng trực tràng đó. Còn cái này là tim tĩnh mạch ha. Thứ nhất là giúp mình tăng quang được các mạch máu. Rồi trên hình này là đang là hình pha gan hay là pha tĩnh mạch cửa, thì các bạn thấy nhu mô gan nó tăng quang lên. Còn cái u này là u ngàn mạch máu thì nó cũng có thể là áp xe hoặc là di căn. Thì các bạn thấy trên nền gan nó tăng quang và cái này nó giảm đậm độ thì mình sẽ phát hiện được cái tổn thương có sự tương phản giữa nhu mô gan và cái tổn thương này. Rồi thời điểm mà trước 30 giây ha, thì các bạn thấy
sau đó là tại thời điểm 60 giây là thời điểm mặt giữa, và sau đó là sẽ là thì cân bằng. Thì các bạn thấy là cái màu đỏ nó là tăng quan của động mạch gan. Thì các bạn thấy động mạch gan thì nó tăng quan đỉnh ở chỗ là thì động mạch muộn, nhưng mà đến ở ở cái động mạch sớm, cái động mạch lớn như là mạch chủ á, thì nó đã tăng quan ở thời điểm này rồi. Cho nên là khi mà mình chụp mạch máu á, thì các bạn sẽ chụp ở động mạch sớm là khoảng 25 giây. Còn nếu như mình chụp có u gan á, thì mình sẽ chụp ở động mạch muộn là thời điểm khoảng 35 giây. Rồi sau đó là đến tĩnh mạch cửa là cái đường màu xanh ha. Đây về là tĩnh mạch cửa, thì mình thấy là tĩnh mạch cửa nó sẽ tăng quan ở trước thời điểm 60 giây một xíu, nhưng mà gan nó lại tăng quan ở ngay ở trên thời điểm 60 giây. Cho nên mình chụp ngay tại thời điểm 60 giây là mình sẽ có tạo sự tương phản giữa hormone môn gan với là một phần của tĩnh mạch cửa, và phải đợi nó muốn nó lấp đầy hormone gan, cho nên mình chụp ở thời điểm 60 giây hoặc 65 giây. Rồi ở thì cân bằng thì mình thấy có sự tương phản giữa ba cái mô này, tĩnh mạch, động mạch và gan. Rồi trước khi tiêm thuốc tương phản thì các bạn thấy trên hình này không có cái gì nó sáng lên hết trơn á, chỉ có một cái, hai cái nó sáng lên là đó là gì hả? Thì trước khi tiêm tương phản tất cả những cái cơ quan nó đều có đều sáng hết trơn á, chỉ có hai cái loại vật chất mà nó sẽ sáng lên trên hình này theo các bạn là cái gì? Sỏi, thứ nhất là sỏi. Sỏi nó sẽ sỏi trong gan, sỏi trong thận, sỏi tụy, sỏi tụy và sỏi đường mật, và tất cả những cái sỏi, tại vì sỏi cái đặng độ của nó rất là cao, hao tiêu cao khoảng từ 300-400, cho nên là mình sẽ thấy nó tăng quan trên cái hình này, hiểu không? Rồi cái thứ hai nữa là không có tăng quan nhưng mà nó giảm đặng độ hơn so với cái hình này, đó là mỡ, mỡ thì nó giảm đặng độ hơn. Cho nên mình sẽ giúp mình phát hiện những bệnh lý liên quan đến sỏi, những bệnh lý liên quan đến mỡ ha. Rồi giờ tiếp theo là mặt sớm. Ở mặt sớm thì các bạn thấy cái gì nó sáng nhất ở trên cái hình này? Động mạch ha, và chủ yếu là động mạch chủ bụng đó. Ở thời điểm này thì chỉ có động mạch chủ bụng và một số cái mạch máu lớn á, thì nó tăng quay lên thôi. Cho nên là khi mà mình chụp động mạch á, mình chụp mạch máu á, là chắc chắn mình phải chụp động mạch sớm, tại vì tại thời điểm đó là thuốc nó tăng quan cao nhất thì mình chụp nó sẽ đẹp nhất. Còn nếu mình để muộn hơn một tí xíu mà thuốc nó đã đi đến các cái tạng khác rồi thì cái mạch máu mình sẽ bị bị rối, nó không có cụ thể đó. Nó cái đặc độ của động mạch nó cũng giảm xuống rồi. Đó, đây chụp thêm. Rồi động mạch muộn thì bây giờ các bạn thấy là cái gì nó tăng quan lên? Động mạch lớn nó cũng tăng, cũng đang còn tăng quan đúng không, nhưng mà nó giảm, nó đang giảm đồng độ hơn, xuống hơn so với lại các cái so với thời trước đó. Rồi tới cái gì tăng quan nữa? Cái động mạch nhỏ, động mạch nhỏ nó sẽ đi vào cái khối u gan, tại vì gan mình nuôi chủ yếu là bằng 80% là bằng 100% là động mạch gan luôn. Rồi ở thời này mình cũng sẽ thấy tụy nó tăng quan, lách nó tăng quan, vỏ thận và nhu mô của ruột. Cho nên là hình như cũng thấy cái nhóm dưới cũng ổn quá nha, tưởng nói nữa để cô nói lại lẹ với bạn về với bạn chiều đi thi đúng không? Cho nên là khi mà mình chụp ở đầu mặt muộn sẽ cũng sẽ giúp cho mình phát hiện những bệnh lý ruột tụy, và tụy nó tăng quan ở cái tại thời điểm này, nhưng mà cái u tụy thì nó chưa tăng quan. U tụy là cái u mà nghèo mạch máu, cho nên nó cũng chưa có tăng quan. Nó tất cả những cái này thì là những cái gì mà u được nuôi bằng dầu mạch máu nó sẽ tăng quan ở trên thời này. Rồi ví dụ như những cái di căn hoặc bám xe là cũng là những cái loại nghèo mạch máu thì nó cũng sẽ chưa có tăng quan trên cái thời điểm này. Hoặc là các xơ sẹo nó cũng sẽ chưa tăng quan ở thời điểm này. Rồi tại vì động mạch muộn cũng sẽ giúp cho mình phát hiện những nó cũng sẽ tăng quan niêm mạc ruột, niêm mạc dạ dày, cho nên là mình cũng sẽ phải chụp động mạch muộn khi mà bệnh lý cái bệnh nhân có bệnh lý u dạ dày hoặc là u ở mạc ruột.
chưa có rõ ràng, 25 giây nó cũng sẽ chưa rõ, 25 giây là mặt sớm đúng không? 35 giây tại thời điểm mặt muộn thì các bạn thấy là tổn thương của nó nhiều hơn đúng không? Thì mình sẽ phát hiện được dễ dàng hơn. Nếu như mình chụp sai thì mình sẽ chỉ là phát hiện những tổn thương ở đây mà mình sẽ không phát hiện những cái tổn thương nhỏ ở đây. Rồi, cái này là hình CT vùng gan ha. Cái này thì động mạch sớm. Động mạch sớm thì mình hút vô, mặc dù động mạch nó rất là đẹp nhưng mà nó sẽ chưa có vào cái động mạch cái vùng u ở gan. Rồi cái này là động mạch muộn thì các bạn sẽ thấy nó phát hiện những cái u gan ở đây. Rồi đến cái tịnh thì tịnh mạch cửa hay là pha gan thì lúc đó là cái động mạch gan, cái u gan nó cũng sáng và cái nhu mô gan nó cũng sáng. Cả hai vùng sáng nó sẽ hòa vào nhau và nó sẽ không có tạo sự tương phản mà mình khó phát hiện những cái u gan ở thì tịnh mạch cửa. Rồi tiếp theo là ở pha gan hay pha tịnh mạch cửa thì lúc này là mình thấy là nhu mô gan nó sáng lên nè, rồi u gan nó cũng sáng, thì hai hàng này nó sáng với nhau, nó cùng với nhau thì cũng nó sẽ không có tạo sự tương phản rõ ràng. Rồi tại cái thời điểm này u gan mạch máu nó vẫn chưa tăng quang thì mình sẽ giúp mình phát hiện những cái u gan mạch máu ở thời điểm này, thời điểm mà nhu mô gan nó đã tăng quang ha. Rồi các cái xơ sẹo thì mình cũng chưa phát hiện được ở thời điểm này. Rồi cái ở lúc này thì mình thấy là bỏ thận ở ngoài nó cũng tăng sáng lên, thủy thận nó vẫn sáng lên nhưng mà thuốc nó sẽ chưa có vô đài bể thận và bàng quang gì đó, niệu quản bàng quang, cho nên là những cái thời ở thì bệnh tịnh mạch cửa cũng sẽ giúp mình phát hiện những bệnh lý ở thận và ở lách. Và cái đường này là tịnh mạch cửa bạn ha, tịnh mạch cửa. Rồi cái này là một cái nhu mô gan tăng quang ở thì tịnh mạch cửa, là các bạn sẽ thấy là những cái tổn thương mà gan mạch máu nó cũng sẽ hiện lên trên hình này. Rồi thì thận đồ, thì thận đồ là khoảng 90 giây á, cho nên là lúc đó là cái nhu mô thận phía trước này á là nhu mô thận nó tăng quang nhưng mà nó tăng quang chưa đồng nhất, chưa đều đúng không, có những chỗ đen chỗ trắng của nhu mô thận. Đến cái pha thận đồ là cái pha này là để xem cái nhu mô thận của nó là đồng nhất, cho nên là mình sẽ phát hiện những cái tổn thương thận nằm ở nó gần với lại nhánh, cái nhánh của đài bể thận. Và thời điểm này là thời điểm mình dễ dàng mình phát hiện ung thận nhất. Rồi thì trễ hoặc thì cân bằng thì lúc này á là nó sẽ là từ 3 đến 6 phút. Thì tất cả những cái tổn thương nào mà rất là ít mạch máu, rất là ít mạch máu thì ví dụ như sơ sẹo thì mình sẽ phát hiện được cái trên tổn thương này. Nhưng mà còn một cái là mấy bạn thường đó là thì là lúc này là nhu mô gan nó tăng
này nhớ quay hình. Thì nó sẽ đi từ ngoại vi đi vô trung tâm. Hình chụp riêng. Nếu mà bệnh nhân còn có hemangioma, người ta bệnh nhân mà có HCC thì người ta sẽ lên kế hoạch điều trị nào là xạ trị, hóa trị, rồi mổ, rồi tông si, đủ thứ hết trơn. Còn nếu một bệnh nhân mà có hemangioma này á, nếu mà nhỏ là hoàn toàn người ta không có điều trị gì hết, bệnh nhân sống hòa bình với lại cái hemangioma này. Cho nên là hai cái bệnh này nó gần giống nhau. Cho nên là lúc nào mình phải chụp, nếu mà có gan là mình phải chụp gan wifi để mình biết có phải là HCC hay không hay là hemangioma. Nhắc lại là cái này nó đang quan trọng mạch. Đến tĩnh mạch thì nó giảm xuống và đến thì đây thì nó không còn nữa. Còn cái này thì nó sẽ là đi từ ở ngoài viền ở ngoài ngoại vi xong đi vô trong và đến thì đây nó sẽ lắc đậy cái bộ cái máu. Em ăn cho cô cũng có nữa. Cũng có cái máu uống phụ cũng nghe. Bởi vì lúc mà phát hiện ra thì mình rất là sợ đó, nó lại sợ đến nó lại kia, cho nên là cũng phải chụp CT và CT đủ thứ. Pha trễ sẽ giúp cho mình phát hiện các carcinoma đường mật, các bạn nghe là carcinoma là u ác ở đường mật, rồi mình sẽ thấy là cái hình này của trước có cho các bạn coi ha, đây là một cái cửa sổ hẹp. Khi mình đóng cửa sổ hẹp lại thì mình sẽ thấy những cái tăng quang ở trên nền hẹp của cái mô gan này thì nó là những u đường mật. Rồi cái này nó HCC ở giai đoạn trễ, các bạn thấy giai đoạn trễ là như mô gan của nó còn hơi sáng thôi, nhưng mà nó đã không có sáng như là ở tiền đỉnh mặt cửa, và cái HCC đó là lúc đó là nó đã thoát hút ra ngoài, là nó không còn hút ở trong cái mô gan nữa. Rồi, nhắc lại là ở vùng gan ha, mình sẽ chụp 3 pha cộng với lại cái pha không thuốc nữa là 4 pha. Cái này sẽ giúp mình phát hiện những cái phần mà sỏi hoặc là mỡ. Rồi ở thì mà có thuốc gọi là CRCT, nó là viết tắt của chữ gì đó. Cái này là viết chữ contrast thì anh mình xem CT ha, mình có động mạch muộn, tĩnh mạch cửa hoặc là thì dễ. Thì nó sẽ giúp mình phát hiện những cái này. Lớn hơn 60% thì nó là adenoma, là cái loại u lành tính, và nếu mà nhỏ hơn 60%